Trân trọng kính mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Tú Anh, ca khúc được mang tựa đề Hãy Hát Lên, bài ca Công Đoàn, qua phần tham gia biểu diễn của Công đoàn cơ sở Viện Kiểm soát Tòa án Thi hành án thành phố Cao Bằng biểu diễn. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.